Mận hồng Sóc Trăng và mận An Phước khác nhau như thế nào thì ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về chất lượng của trái nè, cũng như là chất lượng của cây giống anh chị nào chúng ta quan tâm thì chúng ta cũng phân biệt ra được ha bà con. Còn đây là chất lượng của trái đây ha. Đây là chất lượng của trái mận hồng Sóc Trăng nè, còn gọi là mận MST á. Mận hồng Sóc Trăng thì quý bà con chúng ta nhìn hình thức trái nè, cái form trái đây ha. Cái form trái của nó tròn nhưng mà nó hơi lùn ha, hơi lùn. Nhưng mà nó mập nha, nó mập. Còn mận An Phước nè quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? Nó sẽ dài hơn một tí xíu và nó có một độ bóng nha, nó một có một độ bóng. Và cái mận hồng Sóc Trăng này nó chắc tay hơn nhiều nha, chắc tay hơn. Và nó không có giống như là nó khó dập hơn, nó khó dập, nó khó trầy hơn là mận An Phước nha. Nên mận An Phước nhiều khi vận chuyển đi xa thì nó sẽ bị hơi trầy, nó sẽ bị hơi dập. Còn mận hồng Sóc Trăng này thì nó sẽ chắc tay hơn nha, nó sẽ cứng hơn và mình sẽ vận chuyển đi xa được nha. Rồi đi sẽ chia sẻ về cái trọng lượng. Đây, cái trọng lượng cho quý bà con chúng ta cùng xem trước đi ha. Cái trọng lượng nè, cái trọng lượng của trái mận MT nè. Đây, là trái này bao nhiêu? 190g, gần 200. 190. 190g. Đúng rồi. À. Rồi, đây là trái mận mận An Phước. 160g. Đó. Vẫn nhỏ hơn nha bà con, nhỏ hơn ha. Đây, cái trái của Ly đang cầm đây nè, là dạng trái trung bình và mùa bói đầu tiên luôn. Có những cái trái to hơn nữa nè. Trái to hơn nữa nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? Trái to hơn đó ha. 200 luôn. Trái to lên vậy là 200g luôn hả? Đó, là trọng lượng ha, trọng lượng trái to hơn nữa nha. Và cái phần tiếp theo nữa Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta. Quý bà con chúng ta nhìn thấy cái trái mận An Phước không ạ? Cái hình nè, giống như cái hình ở dưới cái đít nè. À, nó lõm vô và nó sẽ hở ra nhiều nha. Còn mận hồng Sóc Trăng, đây cái phần đít nè. Nó hở, nó cũng hở nữa nhưng mà nó hở ít hơn nha. Tức là cái bông ở dưới đây nè, cái đuôi ha, cái này kêu bằng cái đuôi ha. Cái đuôi, cái đít. Đó, nó ốp sát lại với nhau như vậy ha. Và bên trong, Ly sẽ test ruột bên trong. Đó, chắc ruột lắm nha. Ồ, trái này không có hạt luôn, hạt lép. Đây là trái mận An Phước đây. Mận An Phước nó cũng rất là chắc thịt nha. Đó, đây. Đó, mận An Phước nó cũng rất là chắc thịt. Nhưng mà cái độ cứng của nó không bằng đâu. Đây quý bà con chúng ta nhìn thấy cái độ vỏ không? Cái vỏ của cây mận hồng Sóc Trăng nè, nó rất là dày nha, nó dày vô tới đây nè, nên mình cờ vô nó rất là chắc luôn. Còn mận An Phước thì cái độ vỏ của nó sẽ mỏng hơn, nó mỏng hơn nhiều lắm. Mận hồng mình cắn vô á là nó giòn, nó giòn và mình cắn vô cái mình thấy nó cứng găng luôn. Và ăn nó không có bị nước, nó không có bị nước nhiều nha. Mà ăn Phước thì nó không bằng. Không bằng ha. Độ giòn của nó thì nó cũng giòn nha, nhưng mà nó không có giòn bằng. Và nó sẽ bị mọng nước nhiều hơn. Nói về độ ngọt thì nó không ngọt bằng đâu nha bà con. Đó, hai loại nè. Còn cây giống, thì quý bà con chúng ta nhìn qua lá. Đây là cái lá của mận An Phước đây. Lá của mận An Phước nó cũng phè nó nha. Nó cũng phè, nó cũng dài nhưng mà nó cũng có chót đuôi nè. Nhưng mà chót đuôi thẳng nha. Chót đuôi nó sẽ thẳng ra. Và khi nó đi cơ đọt thì nó sẽ ra màu đỏ. Đây cái sắc tố cái đọt nè, đọt đỏ. Còn đây là cái mận của cây mận hồng Sóc Trăng. Đây, lá nó cũng dài nữa nè, lá cũng dài nhưng mà cái đuôi của nó thì nó sẽ quẹo. Đây, nó sẽ cong, nó sẽ quẹo qua. Đó, nó có một cái độ sắn nè. Đây cái lá này đi, quý bà con chúng ta nhìn thấy không ạ? Nó bè ra và nó có một cái độ sắn nè, sắn cái đuôi lại. Còn mận An Phước thì nó sẽ ngay luôn. Đây, nó sẽ ngay, nó sẽ dài luôn. Và thêm một cái nữa là mận của cây mận hồng nè, nó đi cơ đọt thì nó sẽ ra màu xanh nha. Nó không có sắc tố màu đỏ giống như cây đọt này. Đó. Hai cái đọt nó khác nhau hoàn toàn. Nè, Ly có những cái cây nè, cho trái nè, cho trái cực kỳ sớm luôn. Trồng trong chậu mà nó cho trái rất là sớm. Này, những cái kẹt hoa nè. Cho trái lên tới trên luôn nè. Năng suất rất là cao nha, một năm sẽ ra hai vụ trái nên cô chú anh chị nè chúng ta thích trồng mận năng suất cao ha, nhanh cho trái thì Ly sẽ khuyến khích cho quý bà con chúng ta trồng mận hồng Sóc Trăng này nha. Đây nè, nó ra bông nè. Như cái kẹt lá nè. Bông nè. Giá trị hiện tại cũng rất là cao, giá thu tại vườn có lúc là 50, có lúc 70 ngàn trên 1kg. Nhưng mà Ly chỉ tính cho quý bà con chúng ta trồng mận hồng Sóc Trăng này, giá thu tại vườn sẽ cao hơn mận An Phước tầm khoảng 5 ngàn 1kg thôi. Thì cái lợi nhuận về cái mận hồng Sóc Trăng này nó cũng rất là nhiều nha. Bạn này nó sẽ hạn chế được sâu bệnh nha bà con. Nhưng mà chúng ta trồng mận thứ nhất thì chúng ta phải bao trái. Hoặc là quý bà con chúng ta phải làm giống như là làm nguyên một cái mùng lưới vậy đó. Quý bà con chúng ta biết không ạ? Làm nguyên một cái mùng vậy nè. Thì quý bà con chúng ta không cần bao đâu nha. Một cái mùng như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng được hoài hoài luôn. Chất lượng của trái này, trái rất là to nha. Đó.
cách phân biệt nha bà con rất là dễ nha. Nhìn hình thứ trái nè, hoặc là chúng ta nhìn hình thể lá thì quý bà con chúng ta cũng có dễ là phân biệt ra được nữa. Cái này thì nó sẽ dạ lên màu xanh ha, nhưng mà cái xương lá nè, cái hình xương lá ở bên trong thì nó sẽ dày đặc hơn. Nó sẽ dày đặc hơn. Mà cái lá nó giống như là nó sẽ cục hơn, nó bầu hơn ha, và nó có một cái độ sắn hơn nữa nha. Còn mận An Phước nè. Đó, nó không có độ sắn, nó không có độ sắn ở ngoài cái ghìa lá, tại vì dưới đít nè, dưới cái đuôi của nó có độ quẹo như vậy nè, nên cái hình xương lá của nó thì nó cũng có một cái dạng sống. Và cái chỉ lá ở trong nè, cái xương lá bên trong thì nó sẽ dày hơn một tí xíu nha. Nó dày hơn ha. Còn đây là hình thể trái nè. Hình thể trái cho quý bà con chúng ta cùng xem nha, chất lượng nha. Nếu như mà so sánh về cái độ mà vận chuyển nha, cái độ vận chuyển đi. Độ vận chuyển thì cái mận An Phước thì không vận chuyển đi xa được nha. Còn mận Hồng này thì vận chuyển đi xa được á. Đây, đây mận Hồng nè. To ha, to nhưng mà nó rất là chắc nè. Li bóp vô nè, nó rất là cứng nha. Còn mận này thì nó hơi mềm hơn tí xíu, nước nó nhiều hơn ha. Đó, anh chị này chúng ta thích trồng thể loại như thế nào á, thì quý bà con chúng ta cũng có thể tham khảo nha. Hai loại mận trên thì chúng ta cũng có thể là trồng chậu. Trồng chậu nè, trồng vuông hoặc là trồng kinh tế đều được. Nhưng mà nếu anh chị này chúng ta trồng sao á, thì Lê sẽ khuyến khích trồng là mận Hồng Sóc Trăng là sẽ ok hơn ha. Năng suất cao hơn, cho trái nhiều hơn, trọng lượng trái nặng hơn và giá trị hiện tại cao hơn ha bà con. Và ăn ngon hơn nữa nha. Đó, anh chị này chúng ta thích trồng loại mận nào thì chúng ta cũng biết được hình thể lá nè, cũng như hình thể trái nè nha. Rồi thì ngày hôm nay Ly chia sẻ về top 2 loại mận ha, cũng như là so sánh cho quý bà con chúng ta cùng xem chất lượng như thế nào. Cô chú anh chị chúng ta quan tâm hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình nha, để bên trung tâm cây giống phục vụ cho quý bà con chúng ta một cách tốt hơn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.